Sản phẩm có chứa đạm sữa và đậu nành. Về thông tin cảnh báo là mọi người không dùng cho những người bị dị ứng với những thành phần của sản phẩm này. Bột cà phê rang xay nhuyễn có thể lắng ở dưới đáy ly và sẽ an toàn khi sử dụng nhé. Về hướng dẫn sử dụng thì mọi người có thể hòa một gói cà phê với 75ml nước nóng từ 80 độ C đến 100 độ C, khuấy đều và thưởng thức. Nếu mọi người uống đá thì mọi người có thể hòa hai gói cà phê với 75ml nước nóng ở 80 đến 100 độ C, khuấy đều và cho thêm khoảng 100g đá vào và thưởng thức. Về hướng dẫn bảo quản thì mọi người có thể để sản phẩm này ở nơi khô ráo và thoáng mát nhé. Ở dưới đáy hộp có ghi những thông tin của nhà sản xuất. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, có địa chỉ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây còn có ghi những thông tin như số điện thoại, website, nhà máy, nơi sản xuất. Và địa chỉ này được sản xuất bởi công ty Trung Nguyên, một công ty cà phê có thương hiệu rất là lâu đời và nổi tiếng tại Việt Nam, cũng như là sản phẩm này sẽ có mặt ở trên toàn thế giới. Mọi người có thể tìm mua sản phẩm ở trên các sàn thương mại điện tử, các cửa hàng tạp hóa cũng như là siêu thị ở trên toàn quốc nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip review những sản phẩm tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.